Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường Đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải. Sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo. Sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa, chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km, chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó, theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn. Nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào. Kính chào quý ông bà, cô chú, quý vị và các bạn. Hôm nay thứ hai, ngày 15 tháng 1 năm 2024, Truyền thông Thành Võ xin kính chúc quý ông bà, cô chú, quý vị và các bạn đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc. Quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn có biết chuyện kể rằng trước lúc cha Pêrô Nguyễn Văn Tường ra đi về với Chúa, cha đã để lại nhiều tài sản, nhiều công trình cho chúng ta. Trong đó, tài sản lớn nhất và tâm huyết nhất là công trình nghiên cứu khoa học hỗ trợ điều trị ung thư bằng phương pháp sử dụng cháo nano, thảo dược nano để cứu sống bệnh nhân ung thư và những bệnh nhân có khối u ác tính mà các bác sĩ, các bệnh viện từ chối chữa trị. Theo lời kể của cha Pêrô Nguyễn Văn Tường, công trình nghiên cứu hơn 20 năm mới giai đoạn đầu hoàn thành. Điều mà cha trăn trở nhất là không biết mai này có ai gánh vác nổi công trình nghiên cứu khoa học này không, rồi nó sẽ ra sao và đi về đâu. Ngay cả lúc còn tại thế, cha Pêrô Nguyễn Văn Tường từng nói: một mình cha không thể nào làm nổi công trình nghiên cứu khoa học này, vì đó là thánh chỉ của Đức Chúa Trời ban tặng đi ngang qua Đức Chúa Giêsu để đến với mọi người trong chúng ta, không phân biệt lương giáo, các tôn giáo bạn hữu gần xa để cùng nhau hưởng thụ thánh chỉ từ Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, để gánh vác công trình nghiên cứu khoa học này đòi hỏi phải có một đội ngũ y sĩ y học cổ truyền tài năng, có tâm hồn trong sáng, thanh cao, có y đức, ăn cây cỏ, luôn buông bỏ, cho không. Cho nên từ năm 2010, sau khi bị dạ tiệc thông tiền kết, cha Pêrô Nguyễn Văn Tường đã về tu tại gia tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2014, cha thực hiện lời Chúa dạy và áp dụng phương châm hành động ăn cây cỏ buông bỏ cho không. Đây cũng là thời điểm mà những học trò và cũng là những con người con của thầy sau này gọi là các thầy đã tìm đến với cha để cha huấn nhục dạy dỗ từ cách sống, học ăn, học nói, tích cực học tập công trình nghiên cứu khoa học của cha đã nhiều năm, tốn không ít công sức để tạo ra công trình này. Và bây giờ, chính các thầy mới là người giúp cha Pêrô Nguyễn Văn Tường gìn giữ công trình khoa học và phát triển công trình này ngày càng hiệu quả để hỗ trợ điều trị ung thư cho đến ngày nay. Đến năm 2017 và 2018,
năm 2019, cha Pedro Nguyễn Văn Tường gắn kết với các thầy cùng chính quyền địa phương đã triển khai thực hiện công trình nghiên cứu khoa học ăn cháo nano, thảo dược nano để cứu các bệnh nhân trong cả nước. Lập ra điểm chữ thập đỏ để tiếp nhận bệnh nhân ung thư, có thời điểm lên đến 300 bệnh nhân điều trị nội trú, và đã tổ chức nhiều lễ hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư cho hàng chục bệnh nhân khỏi bệnh, đã tạo ra niềm tin đối với cộng đồng người dân trong các tỉnh thành cả nước. Những năm sau, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, một lần nữa công trình nghiên cứu khoa học của cha đã lâm vào cảnh khó khăn. Cho đến đầu năm 2023, cha Pedro Nguyễn Văn Tường cùng với các thầy và các cộng sự đã xin giấy phép thành lập doanh nghiệp tư nhân Cha Pét Tường Yêu Thương Cho Không và thành lập phòng khám tiếp nhận hồ sơ bệnh nhân các tỉnh thành trong cả nước. Đến thời điểm hiện tại là gần 1.140 bệnh nhân từ ngày hoạt động đến ngày cha Pedro Nguyễn Văn Tường ra đi về với Chúa vào ngày 2 tháng 11 năm 2023. Một sự đau thương mất mát to lớn bất ngờ làm cho gia đình cũng như các thầy và người yêu mến cha phải nghẹn lời trước nỗi đau như xé nát tâm can. Rồi chuyện gì đến sẽ đến. Truyền thông Thành Võ xin tạm kết thúc câu chuyện này chủ yếu là nhắc đến bệnh nhân. Đây là lời cha căn dặn Thành Võ chia sẻ cùng bệnh nhân, là khi được quý thầy nhận bệnh, bệnh nhân phải nghe kỹ những lời căn dặn của các thầy, phải tuân thủ các phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư của cha một cách nhất quán, vì đó là công trình của cha Pedro Nguyễn Văn Tường, người đã dành tất cả tuổi thanh xuân, bỏ nhiều thời gian, tâm huyết, trí tuệ, sự hy sinh thầm lặng để cho chúng ta được hưởng thụ với chủ trương là yêu thương cho không. Niềm vui của cha cùng quý thầy là khi thấy bệnh nhân ung thư hoàn thành phác đồ và thoát khỏi bệnh ung thư thì rất vui mừng, như được Đức Chúa Trời ban tặng món quà thật hãnh diện cao đẹp biết bao. Đối với người nuôi bệnh, phải biết hy sinh cho người bệnh bằng hành động ăn cây cỏ mang hạt giống, hết lòng chăm sóc người bệnh, động viên tinh thần cho họ có niềm tin trong cuộc sống. Chú có thể cho con biết là họ tên bệnh nhân với mã số bệnh nhân và ở quê ở đâu không chú? Vâng, tôi là Đặng Văn Hồng, người nuôi bệnh nhân 823 Lê Thị Thanh Vân. Hiện tại đang ở là Quảng Nam. Chú có thể nói cho con biết với cộng đồng mạng biết là cái cách mà chú bản thân là người nuôi thì chú chấp hành như thế nào về cái phác đồ đây? Tôi là một người nuôi thì khi mà đến tiếp nhận mà bệnh nhân mà được hướng dẫn của các thầy trong phòng khám thì tôi thứ nhất là tuân thủ một cách nghiêm túc, trước hết là về chế độ ăn uống, nấu cháo cho bệnh nhân là theo đúng cái khung giờ, như một ngày như thế là 5 cái khung giờ ăn cháo, rồi ăn rau củ quả, rồi uống nước thảo dược. Còn người nuôi bệnh thì cũng ăn theo rau củ quả, nhưng mà chỉ có nấu cơm thôi, hoặc là không ăn động vật. Thì tất cả mọi thứ là đều cố gắng làm theo cái pháp đồ của các thầy đã đưa ra, và cũng mong là nhờ Chúa, nhờ cha, rồi nhờ quý thầy sẽ cố gắng và đồng hành người nuôi với bệnh nhân để bệnh nhân sớm được khỏe. Bữa hôm nay thì cũng gần được 90 ngày rồi. Xin rất là cảm ơn. Các thầy dặn chú ăn chay, chú có hiểu như thế nào về ăn chay đối với bệnh nhân? Về việc ăn chay, tức là cái điều đầu tiên gọi là chay, tức là tóm lại là ta không ăn các đồ động vật cả đã. Đấy. Thì chỉ có rau củ quả và các đồ thực vật thôi, ta hiểu là như thế. Đấy. Rồi
và kể cả những các đồ gia vị thì ta cũng dùng ở ngoài chợ, cũng loại đồ chay thôi, như là tiêu chay rồi mắm chay hoặc xì dầu chứ thôi, chứ không dùng các loại khác. Tức là hiểu như vậy. Mục đích là để làm gì? Cái vấn đề mà qua vấn đề các thầy nó đã giải quyết ấy, giải thích ấy, tức là trong cái đồ chay thì nó ít axit và nó sẽ tăng lên cái độ kiềm, và làm như vậy thì cái sự hấp thụ và chữa bệnh trong cái người mà người bệnh thì nó sẽ tốt hơn. Đấy. Cái vấn đề ăn chay tức là để giảm bớt cái axit đi. Đấy. Để mà tăng thêm cái độ kiềm. Theo như là các thầy giảng giải thì tôi có hiểu và tôi biết được như vậy. Chú thấy người bệnh nói chung là mang căn bệnh như thế thì chú có động viên hoặc làm cái như thế nào để an ủi ta? Tất nhiên là cái người nuôi thì rất là cần. Người bệnh giờ họ rất cần đến cái vấn đề là tâm tư, tình cảm, cái tâm lý đối với người bệnh. Chẳng hạn khi người bệnh mà đau ốm nhăn nhó thì người nuôi thì chúng ta là không nhăn nhó để tạo cho một cái tâm lý nó tốt hơn là một. Còn cái thứ hai mà khi có những cái gì khó khăn đau nhất thì ta lấy máy ta sấy rồi ta xoa bóp ta làm cho nó dịu bớt cái cơn đau đi. Và động viên là cố gắng rồi là cùng với các thầy rồi sớm muộn nó sẽ bớt đi. Chúng cũng chỉ bằng cách động viên vậy thôi. Và những việc gì thì chúng tôi cũng cố gắng làm chứ không để cho cái người bệnh là phải nhăn nhó khó chịu. Tức là mình đã là người nuôi thì mình phải cố gắng chấp nhận và hy sinh. Dạ, cảm ơn chú. Và, dạ, dạ. Thay mặt các thầy, truyền thông Thành Võ xin tri ân các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Chính quyền địa phương trong thời gian qua đã hỗ trợ tích cực cho phòng khám vượt qua khó khăn. Phòng khám xin ghi nhận những tấm lòng vàng đã đóng góp xây dựng phòng khám và phục dựng lại các công trình của cha Pero Nguyễn Văn Tường, nơi các thầy khám chữa bệnh. Để đáp lại tấm chân tình đó, thay mặt các thầy, truyền thông Thành Võ rất biết ơn. Và trước thềm năm mới, kính chúc các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, chính quyền địa phương đón năm mới Giáp Thìn năm 2024 an khang thịnh vượng, ngập tràn niềm vui và cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Chúc người bệnh và người nuôi bệnh hoàn thành phác đồ của cha, thật sự hết bệnh để đón Tết về với gia đình, người thân. Để các công trình phục dựng phòng khám thêm khang trang và lâu bền, con thay mặt các thầy kêu gọi nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước tiếp tục hỗ trợ phòng khám để có kinh phí chăm lo cho bệnh nhân trên tinh thần yêu thương cho không mà cha Pero Nguyễn Văn Tường đã dạy, cũng như bảo vệ và phát huy hiệu quả công trình nghiên cứu của cha ngày càng có ý nghĩa trong cuộc sống đa chiều như hiện nay. Đến đây, truyền thông Thành Võ xin kết thúc video clip tại đây. Xin trân trọng kính chào.